đó 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 đó, thấy chưa? U yếu tim, yếu tim sao sao con câu dính nè cả nhà. Hello, xin chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực du lịch của mình lần này nữa nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái series để mời cả nhà cùng với mình, với ông anh của mình đi ra cái bè nha cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ dẫn cả nhà cùng đi lên chiếc tàu của chiếc ghe của ông anh mình chứ, để đi xuống. Đó, bây giờ là mình cùng với mấy đứa cháu của mình với lại ông anh của mình đi ra bè để coi thử có cái gì hay với lại vui cho cả nhà xem nha. Đó. Hôm nay trời nắng rất đẹp cả nhà. Ở đây là toàn cảnh xung quanh ở đảo mình nha cả nhà. Hôm nay nắng hơi bị nhiều á. Ồ, đây có cái gì? Có cái đàn san hô. Có đây có cái. Kìa, lấy đồ vô chú luôn kìa. Được rồi. Lấy đồ vô tu kìa. Kìa. Bây giờ mình với ông anh của mình chuẩn bị ra cái nhà bè nha cả nhà. Nhà bè của mình nằm ngoài đó kìa. Cả nhà thấy không? À, cái bè tụi mình đó 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 đó, cả nhà thấy không, xuống đó đó, chỗ chỗ nhỏ nhỏ đó, bánh trên đây nè, để dưới đây rồi nha. Anh mình đang kéo dây nè, chuẩn bị đi ra nè cả nhà. Giờ đi ăn sao đi, rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Xuất phát. Anh của mình á có nhận dịch vụ để mà dẫn mọi người đi qua các hòn nha cả nhà. Ở đảo mình có tới 21 cái hòn nha. Thì anh mình có nhận khách này kia, nếu cả nhà nào có muốn đi du lịch á thì mình để số điện thoại đây cho cả nhà nha. Đó, đây số điện thoại của anh mình. Đó là cái tàu khách du lịch họ đang lên mấy chiếc đó đó cả nhà. Nhưng mà họ đi qua các hòn khác đó. Ở đây rất là nhiều hòn luôn, xung quanh luôn á. Xung quanh đều có hòn hết. Ví dụ như cả nhà nào muốn đi hòn khác đó thì cứ liên hệ với anh mình sẽ chở đi những cái hòn mà mình thích. Đó. Rồi luôn. Rồi tới rồi cả nhà ơi. Tới nhà bè của anh mình rồi. Lên coi có cá bè, cá bớp với lại nhiều loại cá khác nha cả nhà. Đó là mấy đại ca bảo vệ bè của mình nè. À,
có chủ có dám lên như cái nhà có chủ khó lên đó. Quá dữ rồi. Thấy người lạ sủa ở nhà, thấy chủ ít kia nó sủa đâu. Đây. Thôi. Bỏ đi. Giờ bước lên luôn cái nhà. Cái này cái gì mình không biết nữa ta. Cái gì trời nó bự rồi. Cái gì bự quá Tư ơi. Cái gì bự vậy? Cá chim nó kìa, cá chim. Cá chim kìa. Cá chim nó kìa. Để thấy mình ngà nó lên. Cái nhà coi nè. Đây là một cặp nữa kìa. Đây. Mình chạy đây con cặp nữa cả nhà. Con bự nữa nha. Đó cái này cũng lồ luôn cả nhà, tại vì nó túc dưới. Cái này bự lắm cả nhà ơi. Đó, cái chim cả nhà, thấy cái chim không? Đó, nó bơi kìa. Đó, cái chim bơi đó. Tại vì á nó không dám lên ăn cả nhà ơi. Con này phải chìm xuống nó ăn được. Chị bự luôn khổng lồ luôn. Đó ăn cá bự. Đây cho cả nhà xem con cá mú à. Cá mú khổng lồ. Bỏ đi. Không có được. Vậy hả? Tư lấy đồ lên đi Tư. Chú lên đi. Lấy luôn đi. Rồi lấy luôn đi. Rồi để đắt con lấy cho. Anh mình đó là có hai chiếc nha nhà. Đây anh cho cá ăn nè. Ồ, cá bóp cả nhà. Ôi. Quá trời luôn nhà ơi. Mú. Này em muốn loại mua loại nhất cho cả nhà. Quá trời cả nhà ơi, mượn rồi. Cá mú lần luôn cả nhà ơi, cá mú quá trời luôn. Thấy chưa? Chút của anh mình cho ăn để mình đem cho cả nhà xem nha. Cá mú nhiều quá vậy? Cá mú quá trời cá mú luôn. Mình phải thả câu xuống cho mình nhớ chứ không. Quá trời nhiều luôn nhà, cá mú quá trời luôn mà cả nhà. Đây đầy ca sủi dữ quá. Nhà thấy không, cá mú quá trời bự luôn. Đó là cá ngoài. Đây là đàn cá ở ngoài lưới cả nhà, chứ không phải trong lưới nha. Tại vì đây là cá ngoài lưới nè cả nhà. Đó, cá này ngoài lưới nè. Đó. Chút nữa mình sẽ câu ở ngoài thử nha. Còn đây là cá của anh mình nuôi. Trời, cá mú cả nhà ơi. Cá mú bự mà nhà ơi, quá trời luôn. Anh mình là vẫn có bán nha cả nhà. Ví dụ như cả nhà muốn ra trải nghiệm hay câu á thì anh cả nhà cứ thả xuống, ví dụ như mình câu thải đây luôn. Dính con nào thì mình mua con đó luôn ha. Hoặc là anh mình tặng cũng được. Nếu cả nhà nào có nhu cầu ra đi chơi thì cứ liên hệ số điện thoại nãy mình đưa đó cả nhà. Anh mình có hai chiếc nha cả nhà. Có nghĩa là anh mình nếu cả nhà nào muốn trải nghiệm thì đi chiếc này ha. Chiếc này anh mình sẽ dẫn ra tất cả những cái hồn ở đây nè cả nhà. Đó, hồn ở đây rất là nhiều nha. Nếu cả nhà nào muốn đi thì đi chiếc này. Đó, giá cả thì cả nhà cứ điện cho anh mình thương lượng. Còn bên đây nè. Còn đây thì cả nhà nào muốn trải nghiệm im hơn, ok hơn thì đi chiếc này nha cả nhà. Anh mình vẫn dùng chiếc này để chở cả nhà đi. Đó cả nhà qua đó cho đây là cái chỗ cá của anh mình nằm một đống luôn. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm ngoài này cho các nhà xem nha. Cho để em qua cho anh cứ qua đi, em qua được không qua được. Đó, thấy chưa? Sáng ra nhìn thấy cá ăn trời ơi, quá trời luôn cả nhà ơi.
ôi cá ăn cả nhà ơi. Ôi trời luôn. Con này chắc cá to không nha mọi người, còn bên kia to hơn nữa. Bây giờ qua cá bự nha. Này quá. Cả nhà nào muốn trải nghiệm thì cứ thả câu xuống câu nha. Anh mình vẫn bán bình thường. Đó, con này chắc mình đón cỡ 3 kg, con nó cỡ 2 kg. Đây là nhà này cá nè. Ủa mà nói cá nhà thấy không? Cá bên đây mới to nè mọi người. Đó, cá khủng khủng. Mọi người ơi. Chưa. Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Cá mà cá thấy to nha. Trời ơi. Khủng lồ luôn. Quá bự luôn cả nhà ơi. Trời ơi. Thôi sẽ câu mấy con này lên. Đây là cá này là anh mình nuôi để xuất khẩu bán nha cả nhà. Trong đó có con vô. Đi từ đúng nó để trên nó. Giờ này về cho cá ăn cả nhà ơi. Quá dữ rồi, quá dữ luôn rồi. Dữ rồi. Đó. Cả nhà thấy không? Trải nghiệm cá mà. Trải nghiệm mà cho cá ăn cả nhà ơi, quá trời luôn. Chết luôn. Quá dữ rồi nhà, ăn quá trời. Cái này mà dính câu cái kéo lên hơi mệt nha cả nhà. Anh mình cũng là dân đi biển đó cả. Đây là mấy con cá bớp nhỏ đó cả nhà. Đây là loại nhỏ này nha. Đó có con cá muốn nhỏ đây nè. Hai ba con anh mình để dưới đây nè. Đó cá bớp nè cả nhà thấy không? Cá bớp loại nhỏ đó. Còn đây là loại bự nè cả nhà. Hồi nãy anh mình cho ăn bên đó. Bây giờ mình qua bên đây nè. Mực cả nhà mực nè. Cả nhà thấy mực không? Thôi cái này để lát nữa mình câu cá cho cả nhà xem nha. Mình câu đây nha. Mình sẽ câu ngoài lưới. Cái này để câu ngoài lưới. Đó. Cá bớp bự bự quá nhà ơi. Nhìn. Cho cả nhà xem nha, cá bớp bự quá đó. Thấy chưa? Bớp này là anh mình nuôi. Cỡ 7-8 tháng gì đó là bắt đầu xích chuồng ra bán nhà. Cái đó mình không biết, mình chỉ nghe mình nói vậy thôi nha. Cũng tùy theo nó, có khi nuôi nhiều hơn, nuôi lâu hơn chút nữa. Đàn nồng nấy đó, bự không có nhà thấy không? Cái nhà muốn trải nghiệm đi câu loại cá này nè, cá bớp này nè, hay là cá này á, thì anh mình sẽ dẫn cái nhà đi ha. Đó, chút nữa mình sẽ lên trên đó để mình sẽ review cái chiếc đó cho cả nhà xem nha. Cho cả nhà biết là chiếc trên đó có gì cho cả nhà biết. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng xung quanh đây để coi anh mình nuôi trồng thủy sản có cái gì đây ha. Đó bây giờ anh mình đang thả xuống để kéo cá suốt đó cả nhà. Cá suốt nó khác nha cả nhà, cá cơm nó khác đó nha. Ồ, quá trời bự luôn cả nhà ơi. Quá trời bự luôn. Quá trời to luôn cả nhà. Trời ơi. Cá bơi nhìn thấy ham luôn. Vô. Đây vô. Con này bự hơn nè, con này bự nè, đó con này. Con này bự. Đó, con nó bự cơ ơi. Ghê chưa? Quá dữ. Đó. Trời ơi, sáng ra nhìn thấy mấy cá nó bơi ham gì đâu. Quá. Wow. Dữ con cá mú khổng lồ kìa. Cá mú khổng lồ cả nhà thấy không? Quá trời cá mú khổng lồ. Trời ơi, em lên shop gà cho cả nhà xem nha. Đó. Đã không? Anh của mình đó là hay dẫn khách ra đây lắm. Họ thường thường sẽ đi vòng hòn xong rồi cái cũng muốn khách sạn nhà nghỉ đó rồi cũng liên hệ với anh mình, sau đó cái anh mình sẽ dẫn ra đây rồi họ trải nghiệm câu cá luôn cả nhà. Họ câu miếng cá này nè, có muốn nhỏ này nè, các nhà thấy không? Anh mình dẫn cho mọi người đi tham quan xong rồi cái câu cá, có người thì câu ở ngoài bè cũng có nữa, ngoài này cũng có nữa. Tại khi mà anh mình thả đoạn xuống đó thì đoạn nó sẽ cũng lật ở ngoài thì cá nó sẽ tụ về đây. Một chút nữa mình sẽ trải nghiệm câu ở ngoài cho cả nhà xem ha.
Gì vậy? Vớt vớt cá hả? Có cá không? Có không? Có bầy luôn nữa không? Quá trời luôn nè. Đó bầy bự mà không? Đó, anh mình đang đang thả lưới ra để mà bắt cá suốt đây nha. Chút nữa thì mình kéo lưới cho anh mình cả nhà xem cá suốt đây nha. Kéo suốt nè. Đó, cả nhà thấy không? Đó cá suốt vô đó. Cá suốt nhỏ nè, cả nhà thấy không? Đó cá suốt. Nó cũng có cá cơ không anh? Alo. Cá suốt rồi. Bây giờ cả nhà nào có ra đây thì trải nghiệm sáng sáng mới kéo không anh? Sáng sáng mới kéo hả? À, cả nhà thấy không? Anh mình kéo cá vô nè, đó. Vô nó vô nè, cá nó vô thấy không? Đó, anh mình kéo nè. Để anh. Rồi được rồi, ok. Rồi. Mình chỗ đó rồi, mình chỗ đó rồi, ok. Hai đứa nữa kìa. Để. Đó cá vô lắm cả nhà. Cái này là mình kéo lên để mà có ăn thì cũng ăn, còn không ăn thì mình cho mấy cá bớp ăn cả nhà. Nghĩa là mình thêm thức ăn cho đàn cá trong này nha. Thức ăn cho đàn cá trong này nè. Đó quá trời luôn cả nhà ơi. Ngồi được không? Cái đó. Kéo lên như nào. Đó. Đó cá này nó cả nhà không? Quá trời luôn đó. Anh bắt đầu kéo từ vô nữa cả nhà. Cá rất là nhiều luôn. Đó, đang anh mình đang đưa lưới từ vô á, cá nhiều lắm. Này sứa, cái đó là sứa, trắng trắng là sứa. Đó đem nào đi cho. Để anh giữ lưới lại. Cách cỡ mấy tiếng kéo lần anh? Lâu. Rồi vậy có khi 30 phút à. Ví dụ như lâu lâu mình ra kiểm tra cá vô như là mình kéo lên liền phải không? Rồi từ từ đừng cả nhà thấy chứ nhiều lắm, cả nhà nhiều lắm. Đó. Em chặn này nè, cá vô nhiều lắm. Quá trời luôn. Cả nhà nhớ ra đây trải nghiệm với ông anh mình nha. Đó, trải nghiệm với ông anh mình kéo cá suốt này cũng vui lắm. Chân sù, cá này chân sù ngon lắm cả nhà. Đó. Quá trời cá suốt luôn cả nhà. Đó, từ lưới vô nè đó. Ngon lưới hả? Để em đạp cái lưới bên đây cho anh. Đó, cả nhà thấy không? Nó vô rồi, đó nó vô rồi nè. Cá nhà nó cá suốt đó, nó vô đó. Cá này mau vô lắm. Nó vô, để lấy cái thùng cho anh nè. Để thùng này cho anh. Chưa. Ngày này cũng có vui và cũng có cực nha cả nhà. Có một con nè. Đó, cửa nhà xem nè. Một con nữa nhà thấy không? Cái này mình dùng để câu cá cũng được nữa. Dạ. Rồi kéo cá lên, rồi anh mình cũng lấy ít cá này để đem đi qua bên để đi chiếc tàu đó để mà chở khách đó để họ trải nghiệm câu cá. Chứ ở trong bờ hay là trên cảng người ta không bán loại này đâu nha cả nhà, hiếm lắm. Chỉ có anh mình ở ngoài này có thôi. Mình bỏ đi cho anh mình đi. Bây giờ anh mình đem lên nè. Bỏ cái nhà thấy không? Quá trời luôn nhờ. Quá quanh anh rồi nè. Quá nhiều luôn. Cái này chiên xù là ngon anh nè. Cái này mình câu nó cũng ăn chứ. Câu
giùm thầy xuống thử nha. Nhà đó, 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 cái nhà thấy không? Yếu tim. Yếu tim, sao, sao? Đó, thấy không? Tanh không cỡ tanh luôn. Hả? Cá có tanh không? Tanh chứ, cá tanh không tanh, cá không tanh. Quá trời nhiều luôn cái nhà đâu. Rất là nhiều cho cái nhà, nó cá là nhiều. Chút nữa mình lấy cá này để mình câu thử nha. Bữa giờ anh mình nó cũng nhiều cá lắm rồi. Ý là cá đã về đây rồi. Anh mình kéo bè về đây á. Kéo bè về đây lâu rồi. À, tại vì á, cả nhà biết không, trong một năm á là sẽ anh mình nó có khi sẽ kéo ra sau hòn để núp sống á. Tại vì bây giờ ở sau hòn á thì đang có sống. Đang có sống. Bây giờ mình phải kéo bè về đây. Cái bè về đây thì nói chung là một mình làm một bên đó. Một bên mặt này thì 6 tháng bên kia 6 tháng vậy đó cả nhà, giống vậy đó. Mùa mà nam mà dạ. Mùa gió nam mùa bắc mà lấy gió bắc. Dạ. Chung là một năm là phải kéo đi 2 lần cả nhà, kéo qua kéo lại vậy đó. Đó cả nhà ra nhớ trải nghiệm cái này nha, cả nhà nhớ ra trải nghiệm mừng như kéo cá suốt giống như anh mình nha. Đó. Bự không à. Cá này chiên xù, chiên bột lên ngon lắm cả nhà. Nhà thấy không? Đó, ăn đó cả nhà thấy không? Ăn quá dữ luôn. Ghê không? Đó, đó, đó. Đó, thấy chưa? Ăn dữ mà. 7kg á. 7kg anh? Chơi cái thùng ra chưa? Cái thùng cho 1kg. Dạ, cái thùng 1kg luôn ha. Cá này bự không có nhà ơi, cá này bự không à. Giờ anh mình cắt. Anh mình sẽ cắt ra đi. Rồi tới giờ cho cá ăn thì sẽ lấy gan ít ra. Nhưng mà không phải là cho cá này không đâu. Anh mình còn cho mấy cái loại cá khác nữa. Anh mình sẽ cắt một ít để dẫn khách đi câu nha. Cá này chút đó mình câu trải nghiệm tại bè luôn. Dạ, đó. Dạ trải nghiệm luôn anh. Mồi tươi nè. Xuống là nó quất tại chỗ. Một ngày chắc cho nó ăn 20 kg không anh? Luôn. Một hộp á. Dạ. Hộp 30 kg. Lòng 30. Lòng 30 á. Lòng này 30. 5 lòng. Nhưng mà tính hết luôn chắc cỡ 100kg không? 150kg luôn hả? Một ngày á anh? Một ngày. Đó, giờ anh mình đem đi vô để chuẩn bị trải nghiệm câu cá. Cả nhà nhớ nha, có ra đây thì nhớ liên hệ số điện thoại của anh mình để trên này nha. Đó rồi anh mình sẽ dẫn cả nhà đi trải nghiệm sau đó câu cá luôn. Cả nhà cứ yên tâm đi, cả nhà cứ ra Nam Du đi rồi sau đó ở nhà nghỉ nào cũng được. Rồi sau đó cứ liên hệ cho anh mình. Rồi anh mình sẽ trải nghiệm với lại sẽ dẫn cả nhà đi những cái hòn mà những cái tour khác không dẫn. Anh mình sẽ dẫn cho cả nhà đi mấy cái hòn khác luôn. Cả nhà cứ yên tâm nha. Tại vì 21 cái hòn này á, mấy cái tour khác chưa chắc gì dẫn hết. Nếu cả nhà muốn đi cái hòn khác riêng tư á, thì liên hệ với anh mình nha. Tại vì lâu lâu rồi mình mới ra đây quay trải nghiệm chơi với anh mình. Chứ mấy lần trước mình hay đi mấy cái hòn khác, là đi câu một ban đêm với mấy ông anh mình lắm. Cả nhà nhớ nha, ra đây thì cứ ở nhà nghỉ đi. Rồi sau đó là cứ liên hệ số điện thoại mình để trên đây ha. Số điện thoại của anh mình luôn đó. Cái đó số gọi của anh mình đó. Cứ liên hệ với anh mình. Quá trời cá luôn nha. Cá bự không rồi trời. Cá hôm nay là bự không nha mọi người. Chú Lưu chạy đâu vậy? Chưa, chú Lưu chưa chạy đâu. Hôm nay chú Lưu câu cá trải nghiệm cái. Nếu ai mà đã từng đi ra Nam Du chắc biết anh mình ha. Đó, cũng có số người biết, số người sẽ không biết. Đó, anh mình cũng tiếp đãi khách nha. Đó, anh cũng tiếp đãi khách cái bình rượu. Rượu này bảo đảm là ok cả nhà. Đó, giờ lấy cá câu ha, cá này câu ha. Cắt cái nhỏ cầm câu. Cầm cái cây này qua bên kia giùm con ơi. Quá trời cá muốn cả nhà ơi. Anh mình chơi luôn cái hộp mồi dưới đây luôn. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà lên chiếc tàu của anh mình nha. Đây, đó. Tàu của anh mình cũng giống như tàu của những chiếc tàu khác thôi. Thì cũng vậy thôi, có điều hơi bị nhỏ xíu. Đầy đủ nha cả nhà. Ở đây là nhà vệ sinh nè. À, ok nha cả nhà. Nhà vệ sinh này kia cho khách. Có thang luôn. Đây, có thang, có đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Cả nhà muốn ăn uống hay là ví dụ như trong lúc mà đi câu cá đó, anh mình sẽ đậu ngay chỗ một cái hòn nào đó. Hoặc là ở một cái điểm câu cá nào đó. Tại vì anh mình đã từng đi biển ở nhà nên anh mình biết nhiều điểm rất là tốt. Mình không có nói là có mình anh biết, nhưng mà anh của mình á
cũng biết được một số chỗ điểm này kia ha. Đây, đây là cái số điện thoại của anh mình nè cả nhà, thấy không? À, cả nhà này ra nhớ liên hệ số điện thoại này của anh mình nha. Đó cả nhà thấy không? Đó, số mình để đây luôn. Cả nhà ra thì anh mình sẽ tiếp đãi cái loại rượu này nha. À, buổi trước khách vừa rồi á, khách ra uống dữ quá. Có nghĩa là khách á, khách nhiều quá nha. Đi một lần có khi á 15 20 người, có khi 30 người trên một chiếc tàu này luôn. Đây. Cả nhà nào muốn trải nghiệm thì lên đây ngồi chung với ta bắt tài nha, mình lái nha. Đó. Mình lái, đó anh mình đang câu cá ngoài đó nè. Đó, chút mình coi thử anh mình không có cá gì không à. Rồi anh em mình là anh mình với anh mình lai đây ra. Đây đây là 21 cái hòn của mình nè. Đó, tất cả xung quanh mình đều có hòn nha. Đó, rất là nhiều luôn, chứ không phải là nó nằm riêng lẻ như nha. Nói chung là hòn mình nó là nằm cứ cách khu là con hòn vậy đó. Rất là nhiều luôn. Hòn đảo nó xung quanh nè. Rất là nhiều nha cả nhà. Cả nhà nhớ ra trải nghiệm nha. Cả nhà nhớ ra trải nghiệm ở hòn nha. Đó, trên tàu rất là nhiều luôn. Có áo phao đàng hoàng nha cả nhà, cứ yên tâm nha. Ông câu thì anh mình hỗ trợ chén bát đầy đủ hết. Này than nè, than nướng như này luôn. Đó, ông câu nè, ông câu anh mình đó, ông câu rất là nhiều luôn. Lưỡi thì ok, lưỡi thì anh mình cắt một bên rồi. Đó, cả nhà nào khách nào muốn câu thì cứ nói anh mình sẽ chén bát đầy đủ luôn. Đó, có ly này mới đã nè, ly uống ly nhậu gì nó đã nè. Đó, ra ngoài biển đi du lịch uống không? Kêu qua tay luôn hả? Cái gì? Có cá không? Có cá gì đâu. Vậy à, cô này để được không? Được. Anh mình đang câu cá chỉ cả nhà ơi. À, lâu lâu thì anh mình giật để kiếm nha một ít cá chỉ. Chạy anh. Lâu lâu tới một lần không? Lâu tới. Có khi anh mình dính nhiều đúng không nhà? Dính cái dây. Dính tiếp rồi. Dính đây, anh mình dính đây. Dính luôn. Đó, đó. Hai con luôn nha. Hai con luôn. Nó theo kìa, cá theo. Hai con luôn nha mọi người. Ba con luôn, nó theo á. Hai con nha mọi người. Đó, thì đẹp không mọi người. Có con này đầu cái tư nè. Để đeo lên con này chưa? Câu không mồi á. Cái này là lưỡi câu lông cả nhà. Lưỡi gì? Câu không mồi. Cái mồi cái này là cái lưỡi câu lông cả nhà, lưỡi câu lông nằm đây. Hai con mà chú luôn. Ấy dạ, rồi anh. Đó. Thấy không? Cá này á mình làm gỏi là tới luôn cả nhà. Ý, rất lụm. Cá này làm gỏi ngon lắm nhà ơi. Đây nè, đây con nè. Đó đó. Đây. Đây tao bằng cho, tao cầm cho. Hai con luôn, thấy không? Thôi cho mày cầm luôn đi. Okay. Hai con nhỏ nữa chứ. Rồi đó, rồi đó. Cá, anh. Yeah, như thế còn làm không được nữa. Vậy hả? Ba con được không? Cá tư luôn. Để xuống bờ đi, họ nó nhảy ra nè. Ừ, cũng đúng. Ra cái nó bực cái người. Cái này cái này nè. Ngoài kiếm con mực tới rồi nó tiêu rồi. Đây. Xíu thì em tưởng nó bự. Em tưởng nó bự dài nhỉ, xíu xíu vậy. Đây mà này, mới nãy mới thấy sữa chú luôn. Ê kìa, có sữa kìa. Để cho xem. Đi. Cái này thả xuống lại chứ luôn. Giờ thả con này nha. Cái con đi. Con đi. Thả lại đi. Thôi thả lại nha, đó thả lại đi. Đau quá.
Bây giờ mình coi anh mình cho cá bự ăn cái nha. Anh mình nhử cá bự lên nè. Con này cỡ 10 kg anh luôn. Rồi, có 20 kg rồi, bây giờ cho con 1 kg nó lên coi luôn à. Ờ, cái con bự 20 kg đó. Con nó 20 kg không? Con này với nó chưa lên nào. Rồi. Đây. Con muốn bự rồi. Nó muốn nằm xuống dưới bự rồi. Thế nó lại nó tám máy luôn. Vậy để cầm máy cân 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 mới chặt. Mắt ở nhà ơi. Anh mình là lấy mắt đi rồi. Thôi giữ giữ lên nè. Giữ lên. Đó. Còn mấy cái bự nữa, mấy cái bự giờ lên. Quất. Đó. Trời ơi. Ôi. Có mua 20 kg cả nhà ơi. Ôi trời ơi, gớm nha, cái đầu này nó cắn hết đứt luôn. Trời ơi. Ôi con mua 20 kg dưới rồi. Con 20 kg nè, con này 20 kg nè. Dưới nó, còn con dưới 6 này đó. Ôi con bự kìa, tới cái con khổng lồ kìa. Con không được cho bác luôn. Con nó sức ra trên lên luôn. Con này là sức không? Bự nè. Chị giờ đâu đâu, thằng Lý nữa. Đó, bự đó. Con nó lượm cái mũ đó. Nó là tạp con một cái là. Con nó bự trời, con khổng lồ trời. Nó trốn dưới, mang bự nó trốn dưới. Mà sao chú con câu được nó được hay vậy chú luôn? Lùi nó, câu gì? Không phải câu đâu. Cho con mượn con cầm thử. Chứ nó táp cái tay con quá. Trời ơi, con nó hơn 20 kg vậy luôn. Hơn 20 chứ. Vậy nó lại nằm bên kia kìa. Trời ơi. Sợ. Năm ký đó cậu. Vui lắm cả nhà ơi, vui lắm. Cho cá cả nhà này, cá chim không? Ê cá chim 50 kg. Cá chim mình nó này thao thao quá thôi. Sướng kìa. Đâu, hai con dưới rồi đó, nó biết xấu kìa. Hai con dưới bự quá à. Hai con có bự quá. Thằng bên nhà nó lại con nó lên rồi. Đó. Ôi. Quá trời khủng cả nhà ơi. Quá trời ơi, trời ơi, nó bự kìa. Nó bự quá mọi người ơi. Nó nằm dưới sâu rồi. Đây là nó liền con bên này đó. Ờ, cái ông ở đây vô. Đúng rồi nhà, bự đúng. Con này bự đúng rồi nhà. Quá trời bự kìa. Quá trời bự ở nhà rồi. Cho nó ăn là phải vậy hả? À, bây giờ cho nó xuống nguyên con thôi. Thằng này dành được lần này 1, 2, 3, xuống. Ôi, quá trời cả nhà ơi. Ôi. Cái con kia bự hơn kìa, cái con khổng lồ này đó, con này bự hơn nè. Anh lồng dưới nè. Hai con đều nhau chứ. Con này bự hơn nè. Con bự hơn. Con này bự nè. Thì không có mà. Giờ anh của mình đang bỏ cá vô được bọc ở nhà. Bọc để cắt tôm. Để cá này đi câu mấy cái bạn nữa nha. Bọc cái làm ở đâu? Cả nhà nào có ra thì nhớ liên hệ số điện thoại của anh mình nha. Ủa Sơn. Anh mình sẽ dẫn đi câu nè. Đó đây là cá để anh mình đi câu cá này nha. Đi chỗ đi tới một cái rạn. Ở đâu nè? Ở đâu? Cả nhà ơi, mình mời cả nhà nha. Anh của mình mời mình uống rượu. Chút nữa anh mình đi kiếm ít cá nha. Đó, hôm nay mình mời cả nhà cùng thưởng thức với anh mình. Sao bên em có muối thôi, anh muối nhóc rồi vậy? Muối. Anh mình quá trời muối luôn cả nhà. Giờ uống một ít đi rồi cái anh mình qua bển lấy ít một con cá mú thôi rồi mình thưởng thức cả nhà mình cả nhà nha. Đỡ anh đó. Bây giờ con cá này anh em mình mới câu dưới lên nha, đó đang còn ngất ngáp giờ nha. Anh mình đãi mình con cá này cả nhà rồi uống thêm một cái chai rượu sâm nha. Quá im luôn, cá tự thưởng nha cả nhà, cá cũng bắt trong bè đó nha. Quá im luôn. Là đây là cá ở ngoài cá ngoài nha, ở ngoài cái lưới của anh mình đó. Còn anh mình nuôi là cá gì dữ mà thằng châu cá bớp. Dạ, cá bớp con cá này là không có nuôi, cá thiên nhiên đó. Đây là anh của mình là câu ngoài nè, đây là ngoài lưới nè, thấy không? Đó, bên ngoài nè. Anh em mình làm một con này sương thôi. Cả nhà nào có thích thì nhớ ra đây giải trí, lại có muốn đi đâu thì nói anh mình nha. Anh mình sẽ dẫn mọi người đi dòng hòn tất cả luôn, đi bằng thuyền đó, cả nhà thấy không? Còn bên đây cả nhà muốn ăn hay là muốn trải nghiệm câu cá thì qua bên đây nha. Anh mình nuôi rất là nhiều loại cá đó cả nhà. Ở đây cá bớp, cá bè, rồi cá mú, rồi
có rất là nhiều loại cá khác nữa, cá chim nữa, nhiều lắm, rất là nhiều luôn. Đây là chỗ anh mình nuôi, là cái chỗ mình đang đứng cũng cô anh cũng nuôi luôn nè, đó chỗ dưới mình nè, anh cũng nuôi đó nè, nhiều lắm cả nhà. Không ngoài luôn anh. Giờ anh mình nó đang đi lấy đồ cả nhà, để đó, giờ anh mình đang đi lấy đồ á, đi lấy đồ. Anh mình đi lấy đồ để câu ở ngoài cho cả nhà xem nha. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi câu cá chim. Câu cá chim á? Câu cá. Coi cá chim á. Đâu? Một cá chim và cá ong. Vậy hả? Quá dữ ha. Ở dưới đây toàn là cá to to. Ủa, con cá mú quá đã luôn cả nhà ơi, quá tuyệt vời luôn. Đúng tên ngon không? Ngon chứ mọi người. Ôi, cá mú quá đã luôn. Anh em mình nó lai rai cái con cá này hơn cả nhà. Còn đây bây giờ cá là cá câu ở ngoài cho thấy luôn nha. Đây, ở ngoài đây. Bây giờ mình bắt con này vô. Trời dễ kiếm mồi nhậu lắm cả nhà ơi. Giờ anh mình đang bỏ cái lưỡi này ra đi, không lưỡi nó vướng. À chị em luôn. Rồi, bây giờ nó quất nè. Quất. Đó luôn hả? Có cá mú đằng đó còn. Đây. Còn đó nè. Cái này nó cá mú. Đây. Có nè. Đâu rồi? Đây. Ôi. Nó ăn con này no mất. Quay qua nhà cá mú. Cá mú phát sinh ở ngoài nha cả nhà. Xin ngoài đâu đây? Nó đâu? Nó nằm bên kia anh lùi nó bên kia cả nó. Thôi. Đâu rồi? Không mới ăn nữa, con nó kéo nó chạy mất tiêu nó hoạt. Đâu. Trời ơi nó nhả luôn. Nó nhả rồi. Đây. Rồi đây. Trời ơi, nó nhả nữa. Ôi đây. Dính. Ôi. Vậy cái mồi nhậu nó nhả. Quá trời em ơi. Quá trời ơi. Cái này nó xảy ra hay là sao anh luôn? Cá này của người ta nó xảy ra. À của người ta hả? Cái này là của cái nhà bè khác á cả nhà. Nó chạy qua bên chỗ anh mình á. Nó ra qua đây nó ở. Cả nhà nào muốn trải nghiệm nhớ ra đây nha, anh mình cũng câu chúng vậy cho cả nhà xem luôn. Đó. Không khóa bự. Cũng bự. Kiếm kiếm con nữa coi. Kiếm con nè. Con này ngọt hết đi, ngọt anh câu. Gì ấy? Ngọt anh câu đít á. Để ba câu. Ngọt anh nó mới kéo lên đâu, nó mạnh lắm ngọt anh ơi. Nó mạnh lắm ngọt anh ơi. Anh ơi. Đó, nó lội đầu ra kìa. Đó, nó biển nha. Có luôn hả? Đó, nó biển nó. Nhanh. Tiếp tục. Tiếp tục kiếm con nữa. Nó ăn no nó chạy đó, nó trốn nè kìa. Cái máy đây. Quất đi, quất. Nó trúng trong cái phi. Nó nằm đúng phi với cả nhà. Con câu dính nha cả nhà. Mai câu dính người ta muốn. Ghê trời. Cái con này con thứ hai cả nhà, cái con nãy mình không được á. À, quá trời bự luôn. Này cái này thấy không? Ở đây là cá nè. Đó, con này ông anh mình sẽ bỏ vô bè để nuôi lại cả nhà. Cái này là của cái bè khác đó. Đây. Ồ, đó trong của anh mình chia nè cả nhà thấy không? Quá trời săn lên luôn. Trời ơi, còn vừa bằng đến luôn ơi, quá trời thơm luôn ơi. Cả nhà nhớ ra trải nghiệm với anh em mình nha. Ra có gì liên hệ cho anh mình nữa cả nhà. Đó. Làm việc vất vả mệt mỏi rồi ra đây chúng ta thưởng thức một cái món ăn cho đã cả nhà. Ui, quá trời đã luôn. Món con bự đi, nãy cậu xin món con bự á, dính con bự á. À, này món con dính con cá bự đó cả nhà, món con cá lớn. Con cậu đây đó. Nãy cậu làm cái con cá gì đó. Con bự á, cậu nhiều. Rồi, cả nhà ơi, anh em mình mời cả nhà cùng nhậu nha. Thơm quá nè. Đây này cái miếng chanh nè, nặng vô. Quá thơm. Quá ngon cả nhà ơi, ngon quá. Trời ơi. Này anh mình đãi mình con cá mú. Quá đã rồi. Này nhậu cho anh luôn bữa rồi. Đây. Mời cả nhà nha. Hết vụ này thì còn vụ dứa nha cả nhà. Nãy anh mình có giới thiệu cho mình đó. Lại cho khán giả luôn, cho tất cả mọi người biết luôn. Hello mọi người nha. Gì ngồi đây chi vậy? Ăn luôn hả? Uống bia. Ăn bên đây nè. Mình ngồi đây mình uống bia. À. Khá là trời.
nào ra đây câu đóng cái rô cho anh luôn á. Lục nào ra đem câu đóng cái rô. Mẹ ăn ngon, cái đang nè. Mời cả nhà nha. Giờ anh em mình làm một cái thôi. Anh em muốn cái này nè. Vô anh. Rồi mời cả nhà nha. Này nó im anh luôn á. Im im anh. Rượu im. Hồi nãy em tính đó là lấy cái rượu kia kìa. Mà ba em nói uống nhiều quá không tốt. Cái rượu kia uống nó giải độc mắc gan. Cái đó là cái sâm đinh, cái sâm với anh, sâm sâm Hàn Quốc á. Uống vô đó. Dạ đúng rồi, uống vô đó. Lúc trước anh lưu có ngâm không? Sâm nắng kìa. Dạ. Này mình sẽ đưa cho cái bỏ. Cái gì có chắc nữa? Ừ. Cái gì á? Em. Ở nhà nha. Cái nhà mày. Cái rô ăn nữa. Cái này có rô uống chưa? Bên đây nè. Cái đốt luôn. Vô. Rồi. Phải rồi. Còn quá chấm muối tiêu. Quá giờ không vậy? Quá đã luôn. Nữa nhất đã nát rồi nè. Quá lâu rồi. Hello, chào cả nhà. Cả nhà nha. Cả nhà nhớ ra trải nghiệm với chủ bè nha cả nhà. Chủ nhà bè nha. Rồi. Quá đã cả nhà. Vô lịch năm vô trải nghiệm câu cá và bắt nhung bắt ốc thì cứ alo cho Liêu nha. Ok cả nhà, quá ngon cả nhà. Anh mình trải cho mình con cá mú quá đã luôn, với lại trải nghiệm mới câu cá mú quá ok luôn cả nhà ra cứ liên hệ số của anh mình nha, anh mình rất là nhiệt tình. Đó, đi đâu cũng được hết trơn á. 21 hồn muốn đi hồn nào đi hả? Dạ. 21 hồn muốn đi hồn nào đi. Anh mình á làm nhiều dịch vụ lắm nha, có nghĩa là anh mình nó có thể là đưa cái nhà đi câu rồi đưa cái nhà đi tắm rồi đưa cái nhà đi lặn san hô rồi đi câu nhiều điểm nữa, rồi cá bự nữa, chứ không phải là ở đây mình câu cá bè không. Ở cái nhà muốn câu cá bè thì tại lại đây, còn không thì cái nhà có thể đi trải nghiệm câu cá bóp, cá mú chỗ khác cũng được. Anh mình rất là nhiều nha cả nhà. Rồi, cái... muốn đi thì cứ alo nha. Rồi. Okay. Có tàu trên kia, thấy không? Có thấy anh, đó tàu đó. Còn ai muốn trải nghiệm giản dị hơn thì giống cái tàu mà nãy mình chỉ cả nhà, tàu đó mềm đó. Tàu đó là đi chỉ có đi chụp hình chứ không có câu cá. Đi chụp đảo này đảo kia đi chụp hình thôi. Yeah. Vô này. À, trời ơi nó đã. Cho mình có mú từ. Ăn đi bạn. Ta lớn không người kêu bạn. Ôi kệ đi tôi cũng chịu thôi. Trời. Nó quá đã của nhà. Giòn giòn. Anh mình nó hay chiên cho khách du lịch ra đây nha nhà. Đó. Rất là nhiều luôn. Ai đã từng đi ra Đà Lạt thì chắc biết anh Lưu Quỳnh ha. Đó, ông anh của mình. Hay quá. À, để đi thử mấy con mực cái đó. Mình đang phơi khô anh. À không, mực mực tươi nữa. Tươi hả? Tươi. À, mực tươi ướp đồ xanh. Trời ơi, mọi bén lên nha. Trời ơi. Quá trời ngon anh nuôi. Ngon. Cho thêm dĩa chén vô. Nó chấm vô đây tới luôn nha. Cái này đang nóng sẽ đưa về bên kia. Dạ. Mấy đứa nó lấy. Trời ơi gì vậy? Bánh chảnh hết đúng rồi. Xí có bên đi ra ra ra. Từ đây. Quá trời bạn cả nhà, quá trời ngon. Lâu quá mới có hai ba ngày nhé. Mời cả nhà nha. Con này dễ uống anh luôn. Con này dễ uống à. Ba em ngâm cả năm rồi đó. Dễ uống mà đã. Đây một bé luôn. Mồ này uống bụng luôn.
đúng không? Chỉ còn mà uống bia đâu đi nó đâu đúng luôn. Bia gặp nó nâu, không có uống chưa. Dạ. Uống bia thấy sai hả? Ở đây uống bia thấy sai. Để mà thầy Hải không biết ông có nói ông nào không nói lên đây. Thì nói là bạn bạn lúc đó một nó được ngon rồi. Ngon quá cả nhà. Mà cả nhà nha. Ồ ngon. Mời cả nhà một ly gì nữa nha. Ngon vậy. Quá đã cả nhà. Thôi bây giờ anh em mình xin kết thúc video tại đây. Nếu cả nhà thấy hay nhớ đăng ký, subscribe, chia sẻ cho kênh Cứu Sinh càng ngày càng mạnh nha. Để mình tiếp tục làm những cái clip như thế này và gửi đến cho cả nhà cùng với ông anh mình. Đó. Bây giờ mình tạm biệt và hẹn lại cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip hay hơn và hấp dẫn hơn nha. Bye bye cả nhà. Tạm biệt nha.